Mai xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này của anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 5 tầng, diện tích 30m², thiết kế xây dựng 5 tầng, vị trí tại Đông La, Hoài Đức, gần ngay với trạm bơm Yên Nghĩa. Và căn nhà này thì giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, thuận tiện giao thông đi lại, cách nhà có 20m là ra tới đường ô tô tránh. Và với đường ngõ thực tế trước nhà thì được khoảng tầm hơn 2m. Căn nhà này là nhà xây mới hoàn toàn theo đúng như hiện trạng. Quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, nhà còn thơm nguyên mùi sơn mới quý vị nha. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thiết kế của ngôi nhà với phần mặt tiền, cửa chính của ngôi nhà thiết kế công năng cho quý vị hai cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính cường lực. Thiết kế ở phần tầng 1, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Theo đúng như hiện trạng, sáng mua, chiều về ở, sổ sách sẵn sàng giao dịch, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là phần không gian tầng 1 với phần hoàn thiện phòng khách. Đây, chủ nhà thiết kế kệ để đồ cho quý vị, kệ để tivi, để đồ ở cửa chính đi vào, cạnh tủ bếp. Thực ra với cái công năng này thì nó gọi là tương đối thôi mọi người ạ. Còn đa phần ai, khách hàng nào cũng sẽ thích là phòng bếp riêng, phòng khách riêng. Nhưng mà với cái diện tích 30m thì thực tế luôn là chủ nhà chỉ cố gắng thiết kế làm sao tối ưu hóa nhất cho cái diện tích sử dụng cũng như là công năng sử dụng cho mỗi một hộ gia đình. Với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Đây là phần không gian phòng khách và để xe nha mọi người. Đây là phần tiếp theo phòng bếp với tủ bếp cũng như là với phần gỗ ở phần phòng khách thì được thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite và chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304. Nước điện lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện. Ngoài phần tầng 1, phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Rồi cầu thang đi lên. Tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân của anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Và với căn nhà 5 tầng, diện tích 30m, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị tầng 2, tầng 3, tầng 4. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ. Trong phần phòng ngủ tầng 2 thì chủ nhà thiết kế nội thất giường, tủ, kệ cũng như là rèm sẵn cho quý vị. Nói chung là căn nhà này là chỉ việc xách vali về và ở được luôn. Thiết kế hài hòa, tương đối. Đây là kệ. Kia là táp đầu giường, giường ngủ 1m8, 2m. Rồi đây là phần kệ để tivi ở trong phần phòng ngủ quý vị nha. Còn đây là phần tủ quần áo. Nói chung là thiết kế tương đối là hợp lý. Nào. Quan trọng nhất là những nhà mà Ngọc Anh quay review cho quý vị, tất cả sổ sách pháp lý rõ ràng. Chắc chắn là nhiều quý vị đặt ra câu hỏi là tại sao đợt này Nhà Tốt ít lên video thế? Bởi vì thực tế luôn trong cái thời gian vừa qua, những cái nhà xây và bán hoàn thiện từ phần móng, phần thô tầng 1, tầng 2, gọi là phần thô và vào đang chát đấy mọi người ạ, là chủ đã là khách hàng đã mua và tìm hiểu từ thời điểm giai đoạn móng và đã đặt cọc từ giai đoạn đấy, cho nên thời gian này là rất là ít nhà hoàn thiện lên mọi người ạ. Cho nên khi mà có cái là Ngọc Anh sẽ quay và review cho quý vị luôn. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2, đầy đủ hết cho quý vị. Sen cây tắm này, lavabo này, bồn cầu, đầy đủ. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cũng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Với cái căn nhà này thì chủ nhà thiết kế lắp đặt nội thất full tầng 2 để cho quý vị tưởng tượng ra. Còn đây là phần tầng 3 siêu rộng, siêu thoáng, quý vị về có thể lắp đặt nội thất theo ý của mình. Đây, hệ thống trần thạch cao rất rộng, thoáng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đèn led chiếu sáng, hệ thống trần thạch cao để lắp đặt đầy đủ.
Phòng vệ sinh tầng 3. Trong phòng vệ sinh thì được ốp gạch 30 lên trên tới tận trần, quạt hút mùi rất là sạch sẽ. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, và phần tầng 4 của ngôi nhà thì cũng thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Như vậy với ngôi nhà 5 tầng thiết kế 30 mét thì là mỗi một tầng gồm một phòng ngủ. Tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp, tầng 2, 3, 4. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như thế này và một phòng vệ sinh. Thế phần còn lại tầng 5 thiết kế ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Tổng ánh đang đứng ở phần tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà, với một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ. Trên tầng 5 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng thờ và sân phơi. Đây là phần phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý. Và phần sân phơi đây. Đây quý vị có thể nhìn thực tế phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung tương đối rộng, thoáng, xung quanh đầy đủ tiện ích. Chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị nào muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.